Hôm nay chúng ta sẽ chơi Minecraft như các bạn có thể chế tạo ra những con thú nuôi siêu mạnh. Hãy cùng xem đến hết video để biết khả năng của những con thú nuôi mới của mình. Nhân tiện, chúng ta đang rất gần đến với 900.000 người đăng ký rồi. Nên nếu các bạn nào thích những video của mình và là fan của Sinh Tố, hãy ấn giùm mình vào cái nút đăng ký vì nó hoàn toàn miễn phí. Và YouTube thỉnh thoảng vẫn hay bị lỗi hủy đăng ký. Nên nếu các bạn nào đã đăng ký rồi thì vẫn có thể kéo xuống dưới kiểm tra xem các bạn đã ấn nút đăng ký chưa. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Còn bây giờ, chúc các bạn xem video vui vẻ. Wow, chúng ta đang ở chân làng luôn Huy ơi. Ok, mình sẽ lấy hết block ở trong đây luôn. Chơi cái gì không nói không chơi. Hôm nay chơi okay. Minecraft nhưng em có thể chế tạo ra trứng của những cái con mob siêu mạnh. Khi mà em đánh vào những con động vật nó sẽ cho em đầu thì em sẽ chế ra từ cái đó. Đây là bàn chế tạo. Chúng ta cùng nhau làm cái cúp gỗ cái đó. Rồi làm dụng cụ bằng đá cái. Rồi chúng ta sẽ làm ra dụng cụ bằng đá cái nè. Ồ những cái dụng cụ siêu chậm này. Mình thấy con heo. Ui, trong đây còn có dân làng nữa. Mình nhớ là mình sẽ chế tạo ra được một cái gì đó từ cái đầu của dân làng. Anh có đầu con heo. Dạ. Yeah. Vua còn heo là đây. Nhìn nè. Làm được gì? Nhưng mà làm được gì? Đầu con heo có thể làm được cái gì thì lát hồi em sẽ biết. Đổi dân làng nha. Nhưng mà anh cần một cái đầu của dân làng. Em muốn biết bây giờ. Boom, boom, đánh con Angry Golem này cái đã. Em không muốn từ từ. Con người sống luôn rất là nhanh. Thời đại tiến triển rất là nhanh Bảo. Từ từ. Bảo không bắt kịp là anh Bảo quá quá xa thời đại rồi anh Bảo. Anh đã có đầu của con Angry Golem này. Boom. Xin lỗi dân làng nha. Nhưng mà mình cần đầu của dân làng. Hai cái rồi. Mình nghĩ mình sẽ lấy bốn cái đầu của dân làng là được. Ui, xin lỗi nha. Bye bye dân làng. Em biết bao nhiêu đầu của dân làng rồi. Một okay. Cái. Giữ đi, giữ đi, giữ đi. Chúng ta có dân làng sa mạc đằng kia nữa. Dễ gì vậy ta? Ui. Chúng ta không rớt ra được đầu của con cù. Ok, không sao cả. Chúng ta cần tìm con gà em à. Ui, đằng đây là con gà đúng không? Yep, nó đây rồi. Anh sẽ cần một cái đầu của một con gà. Boom. Đây là cái đầu mà hôm nay mình sẽ làm trước. Đây là đầu của con gà. Và chúng ta sẽ cần vàng. Lấy đồ ăn ở đây. Ok. Nè. Đi thôi, đi thôi, đi thôi. Bò nữa. Để coi con bò sẽ làm được từ cái gì nữa nè. Con bò mới gọi là xịn. Con bò là con xịn nhất trong đây. Nên là hãy chờ xem. Các bạn hãy xem đến cuối video để biết được con bò sẽ làm cái gì. Ok. Còn bây giờ thì mình sẽ qua dân làng bên kia để coi nó có cho mình cái đồ vậy không. Chúng ta rất cần vàng nha. Nên là một cái cổng địa ngục bị hư cũng có thể sẽ rất là hợp lý. Ui, đằng kia có cái lâu đài luôn. Yep, tuyệt vời. Cái shit này thật sự rất là tuyệt vời. Và chúng ta sẽ vào cái ngôi làng này. Ui, đúng rồi, golem này, golem này, golem này. Mình sẽ giết con golem này luôn để làm được đồ sắt. Ok. Gì em mà anh bảo giờ sao? What the heck, cái gì vậy? Hey, hey, em là người giết nó. Em là kẻ may mắn. Luôn là kẻ may mắn. May mắn ghê, may mắn quá à. Đó, giúp mình là người giết nó. Mình lại lấy được cái đầu golem nữa. Xong. Ok, mình sẽ vào trong cái kim tự tháp này để coi chúng ta có vàng hay không. Chúng ta cần 4 cục vàng thôi để chúng ta có thể làm được con gà vàng. Gà vàng để trứng mọi người ạ. Không ok, được. Để coi, chúng ta có sắt, chúng ta có cát, chúng ta có táo vàng. Chúng ta có 5 quả táo vàng cho một cái này luôn. Nhờ ơn phước của em đó anh Bảo. What? Lấy hết tiền tỷ dưới đây nè. Rồi, lên thôi. Chúng ta cần xuống hang để tìm vàng đâu Huy à. Đây chúng ta không có vàng rồi. Đi thôi. Rồi, chúng ta có thể đi ngủ ở đây luôn. Trời tối rồi. Let's go. Tôi ngủ cho anh. Tôi ngủ cho riêng của tôi. Ok, ok, ok. Mỗi người có một con đường riêng, ok. Ok. Chúng ta hãy nhanh chóng làm được cái con vật đầu tiên nào. Để coi Rune Portal có ở đây không ta. Yo, yo, yo. Ui, mình thấy cái gì đó đen đen ở đây. Liệu phải chăng là cái Rune Portal? Nó đây, nó đây. Ở đây thường thường sẽ có một cái block vàng. Yeah, và mình sẽ lấy được cái đầu tiên. Để coi đây có block vàng gì không ta. Nhưng mà anh Bảo có sắt đầu lấy. Có. Ui, có obsidian luôn nè. Tuyệt vời. Tiếc anh Bảo là không có cái gì cả. Không có block vàng à. Chúng ta hơi đen rồi. Mặc dù chúng ta đã có được cái Rune Portal rồi mọi người ạ. Ok, nhưng không sao, chúng ta có 4 cái đá lửa. Mình cần đầu của một con chó là chúng ta có thể làm được chó lửa. Đó. Đã có một cái đầu con chó sao? Chúng ta không có con chó ở đây. Ui, sao có dân làng nữa kìa. Ui, nhiều thế. Ba dân làng ở ba nơi rồi. Ui, ở đây có bò luôn nè. Tuyệt vời, chúng ta còn một lục bảo nữa. Ngon. Giờ trước sau gì mình cũng phải xuống dưới hang rồi mọi người ạ. Ôi, có hang rộng nè. Ok, ở đây cũng có cái hang sâu nữa nè. Chúng ta có thể vào trong đó được. Ui, lại có thêm một con golem nữa. Tại sao không? Một thêm một cái đầu của con golem và rất nhiều sắt. Ok. Và có một cái chỗ để làm được cái bàn rèn. Mình sẽ lấy cái đó để mình có thể có cơ hội. Wait, what? Đây có phải là một cái Rune Portal nữa không vậy? Một cơ hội mới là được mở ra. Ok, chúng ta có được thêm một cục sắt nữa và có một cái mũ gai một. Được. Để coi trong đây coi có vàng không ta. Mình muốn đào thử một phát không nào. Ở đây cổng ở đâu? Sao có một cái block ở đây vậy? Yes, chúng ta có cái block đầu tiên rồi. Let's go. Làm lại cái bài chế tạo. Boom. Và một cái cướp sắt. Chúng ta đã có vàng ở đây rồi. Chúng ta có thể làm được một con mob đầu tiên của chúng ta. Ra khỏi đây, ra khỏi đây, ra khỏi đây, ra khỏi đây. Đây, mình sẽ chế cho các bạn xem. Chúng ta sẽ chế tạo ra một con gà vàng nha. Golden chicken spawn. Làm gì? Đây, và yeah. Nhìn này. Ủa, anh có đồ gì ở đâu? Thấy con gì không?
Ôi! Ôi! Đừng có đánh nó! Em tự làm đi Huy. Nè, bốn cái và một cái đầu con gà. Cái tạo đầu con gà ở giữa. Ui! Ra có quả trứng vàng đầu tiên. Và để mình coi cái này. Ôi, chế nó không ra. Ôi! Đây nè. Ủa sao em đặt ra luôn rồi? Nó đi theo anh luôn rồi. Đi theo em hả? Ủa gọi làm gì? Nó cho em quả trứng vàng. Và để coi trứng vàng này làm được cái gì. Oh my god! Đào nhanh ít, kháng lửa ít, tốc độ nhảy cao ít. Ôi, chưa cho em gì hết đành bảo rồi. Let's go. Ui ơi, nó đi theo người nào gần nhất thì phải. Ok, một con đi theo mình nào. Ờ, nó đi theo em rồi kìa. Ờ, nó không cho em gì hết đành bảo rồi. Cái tay mày đang cầm kìa. Quăng nó đi. Đâu? Không quăng đâu. Nó đâu? Nè, em quăng anh nè. Đây anh chỉ cầm. Anh thấy em quăng không? Nè, cho nè. Bum. À đù. Ôi, nhưng mà được có 1 phút mà. 1 phút là được rồi. Ui, đào nhanh nhờ. Như này. Ui. Xem đào tay nhanh không nè anh bảo. Đào tay nhanh vãi. Đào tay nhìn được cái tay. Ồ, bên anh nhìn được cái tay em đang đấm luôn á. Và đây là tác dụng của trứng vàng. Ok, khá là tuyệt vời. Đi thôi, đi thôi, đi thôi. Chúng ta có cái hang ở ngay đây đi nè. Đi anh bảo. Chúng ta sẽ xuống cái hang này luôn. Hợp ủa, lý. Ủa sao cái này nhìn ngu ngu vậy? Bị gì? Ôi 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 ôi. Ôi, một con gà. Rồi. Rồi bị kẹt rồi. Rồi. Ủa? Ơi nó không chết, nó không chết. Ôi, đây rồi. Mình vừa giải cứu được nó. Ờ đây chúng ta có thêm sắt này, chúng ta không cần nữa. Chúng ta sẽ cần lapis hoặc là kim cương. Bùm. Ôi. Oh no. Một con gà mình chết rồi. Oh no. Mình quá, mình còn một cái đầu gà đây. Nó có thể chết. Vậy là nó có thể chết em à. Oh no. Anh cứ tưởng nó bất tử. Ôi, cái rìu mình mất rồi. Ui. Non luôn. Bốn con skeleton dây lần. Đây, mình sẽ làm lại một. Ghê chưa? Mình mới. Chip mình hơi xịn nhanh bảo. Ok, hơi xịn đó. Rồi, xong. Mấy con gà này cứ quăng quả trứng đi tùm lum hoài à. Anh sẽ đào thẳng một đường xuống dưới luôn cũng được. Bằng quả trứng gà bảo. Này. Bùm. Quay, em được chạy nhanh nè. Đúng rồi, bây giờ mình sẽ đào thẳng một đường xuống dưới luôn. Ui, nhìn máu của mình kìa. Ba hàng. Ờ, hồi nãy em cũng được ba hàng á. Bây giờ hết ba hàng rồi, buồn luôn. Giờ mới để ý luôn á trời. Ờ, con gà có dưới đây em vậy? Ui, gà đâu rồi? Gà trên trển đâu? Gà xuống đây đi chứ. Thì anh đào xuống đây, đó rồi nó xuống. Ôi, oh no. No! Không, không sao, không sao, không sao. Nghe đau lòng quá. Chúng lại lên bảo trước khi nó chết. Bên này. Bên này vàng. Sao con gà nó chết lâu vậy? Nó rồi. Oh no. Ở đây không có một cái gì hết. Đi qua đây thôi. Vậy là một sự tĩnh lặng đến rợn gấp. Ai da. Ô, lapis nè, nó có làm được chân làng. Mình muốn thử làm chân làng coi nó có làm gì. Thường thường lapis ấy, mà theo như những gì mình chơi trước giờ thì lapis nó sẽ cho mình là enchant nâng cấp mọi người ạ. À. Mình nghĩ là chân làng sẽ cho mình một cái gì đó có thể nâng cấp được. Ờ, chúng ta đi vòng vòng đây coi đây có kim cương không nha. Em nghe tiếng lava rất nhiều. Anh cũng nghe nữa nhưng mà không biết có kim cương hay không thôi. Không thấy kim cương là bao nhiêu. Em đào nãy giờ hơi mệt nha. Em có cần một quả trứng vàng để giúp em đào nhanh lên không? Tất nhiên, đưa đây. Sao nó có nguyên cái đường như này. Ok. Boom. Wow. Anh thấy mình tăng lên máu lên kìa. Ui. Lần này có tăng sinh lực ít luôn kìa. Hay gì vậy ta. Oh my god. Xịn dữ. Lần này mặc dù mình có 5 cái nhưng mà không qua đầu nhanh. Chúng ta cần kim cương. Kim cương là chân lý em à. Ui là biết thêm này. Quá trời là biết luôn. Thì coi đây có kim cương không nào. Không có, đây không có kim cương luôn. Đây là tầng 11 rồi đó. Nhưng mà cũng không có gì đây luôn. Thôi đi lên lại coi. Mình ta nói rồi. Tầng tầng lớp lớp thì lớp du. What. Hát đảo chưa. Ui zombie này. Đầu zombie này. Đội vào để coi tụi zombie có đánh anh không ta. Ok, hai cái đầu zombie. Đầu zombie chúng ta có thể làm được Netherite zombie mọi người ạ. Ui, hãy coi đến cuối video để biết được cái đầu zombie có thể làm được cái Netherite zombie có nghĩa gì. Ok. Còn tìm mất em ở ngoài đây. Ui, nguyên cái Ravine ngoài đây nè. Ravine. Có vẻ khá là hấp dẫn. Cái Ravine này ở tầng 30 mấy luôn à. Có thể có kim cương ở đây đấy. Ở kia có lapis kìa. Đào dưới đây coi coi có kim cương không nè. Ta sẽ check từng ngõ ngách ở trong đây luôn để coi. Chặn cái chỗ nước này cái đã. Bụp. Hey. Búp. Oh my god. Thấy chưa? Mình giỏi vãi. Ok. Ở gần đây có kim cương không ta? Ui đây có lava. Còn lava. Oh. Gì yeah. Kim cương đây rồi. Bao nhiêu của kim Damn. Cương đây? Đem. Lấy luôn chứ làm gì nữa anh bảo. Lấy xong rồi đưa cho tôi chứ còn gì nữa. Hợp lý rồi. Hai kim cương. Ba kim cương. Oh my god. Nó có được đủ vừa đủ 4 viên kim cương này. Ok, 4 viên kim cương. Let's go. Chúng ta sẽ tạo ra một con vật bằng kim cương. Đây là một live video này nếu các bạn muốn thấy nó. Ok, và mình sẽ để tàu heo vào đây. Và boom, Diamond Big Spawn Egg. Từ, tạo một cái hố cho nó. Mình không muốn con này đi vòng vòng tới này một tí. Nên là mình sẽ để vào đây. Wow. Ui, để coi nó sẽ cho mình cái gì nào. Nó đi này đi theo mình nè mọi người. Wow. Ok, nó đeo kim cương, cũng hợp lý. Giỏi, đi theo Huy rồi. Đây là em có cách. Ôi, okay. Sao lưng Huy, con sách, sách gì vậy? Nắp bát. Đừng. Lên. Anh để vậy nè. Chạy lên đây, chạy lên đây. Đó, Huy, đây là đây. Netherite, anh thấy Netherite. Netherite, Netherite. Giúp em. Cường Netherite. Con này có vẻ làm hợp lý rồi đấy. Làm cái đe, bảo. Cái đe. Ủa, em là cái này. Không phải. Cái đe kia. Đây, nó mới nói xong nó có là đưa lùm luôn. Ôi, what?
Ok, ôi, có này hết người được. Ôi, xin em cái đe nè. Em nói nhiều cái đe quá chắc cho. Thôi đừng đe nữa, cho giáp Nether nha. Nó cho cục Nether Rai thôi em ơi, nó không cho giáp đâu. Giáp, giáp, giáp. Ok. Vừa nói luôn kìa, ơ, con này linh đấy nhờ. Cho kim cương. Điền linh linh, địa linh linh. Cho mình kim cương. Oh my god. À đâu? Kim cương đây rồi. Ui, em có bao nhiêu kim cương? Em có bao nhiêu kim cương? Ba. Đưa anh ba cục. Đây có thêm cục kim cương nữa nè. Đây, anh sẽ làm thêm một con heo nữa. Ôi sao con heo này nó nghe mình rõ ta, không lẽ nào hacker đã nhập vào máy mình bảo không được okay. Rồi. Ok. Nếu ai xem video này thì đừng quên like cho mình. Chị ngu rồi, ngu rồi, xuống đây, xuống đây, xuống đây. Sao lúc nào nó cũng nghe mình nói hết vậy anh bảo? Anh có biết đâu. Và anh để thêm một con heo dây nữa. Ui, nạp nhanh 2x. Kè, chơi với crossbow là hơi bị đỉnh luôn. Wow. Chúng ta sẽ chế tạo một cái đường ở ngay với cái hang này luôn. Để đựng đồ vào nè. Đây đây. Ui, chúng ta có hai cái phôi netherite rồi mọi người. Chúng ta có thể chế tạo ra được con zombie netherite. Nghe thấy hấp dẫn liền. Ok, sải bước dưới nước và lòng trung thành. Em có bao nhiêu cục netherite rồi? Ba cục. Ok, cho anh một cục. Chúng ta sẽ làm tiếp tục con zombie. Em có cái lùa nè anh bảo. Nhữ ít nè. Ui, netherite kìa. Cho hên cục Huy ơi. Đó. Netherite. Để mình coi coi em đã làm được không nha. Nó sẽ để đầu zombie ở đây. Netherite zombie. Ok, may mắn ít bảo vệ khỏi vực sát thương kia đây. Ít được. Và mình sẽ để con zombie ở đây. What the hell? Quýnh mình không vậy? Ok, à, không quên mình. Cho anh bảo Netherite nè. Ui, nên nhiều Netherite đó, nhưng mà anh không có kim cương. Ui, đứng ở con này mình được hồi phục nè. Ồ, oh, tốc độ. Bà mình vô mình lấy coi, 7 con kim cương rồi, let's go. Mưa tên ít hả? Crossbow là dây chứ đâu nữa trời. Hình như là cái con zombie này nè, nó cho mình hiệu ứng. Từ mình sẽ làm cho mình một cái giáp và một trời ơi. Cái cây cướp bằng kim cương. Sau đó mình sẽ nâng cấp cái giáp mình lên Netherite. Rồi, mình nghĩ là mình sẽ làm một cái cổng xuống địa ngục cái đã. Làm cái cổng ở đây luôn nha. Mình làm cái cổng ở đây. Boom. Đây đây đây. Boom. Đúng rồi, làm cái cổng ở đây luôn thôi chứ còn gì nữa. Ui, xong luôn rồi. Đi thôi. Ừ, quang spawn vào chỗ này cái đã. Ở đây và ở đây. Đi thôi. Yo, xem con heo đi heo không? Hy vọng là tụi nó sẽ không đi theo mình. Ui, chỗ nào thế này? Oh, chỗ Enderman. Sẽ... Oh, oh Bastion. Wait. Oh, Bastion này cũng ngon. Ta sẽ đi qua bọn. Anh bảo, tôi đào nhanh hơn anh bảo nè, ghê không? Em đào bằng gì? Netherite. Netherite. Ghê chưa? Đi thôi. Ngon mình tới đây. Mình ngon mình tới đây. Ui giời, nó có cùng ơi. Cẩn thận. Dù nó dưới đây đi phía trên nha. Ok, mình đã vào được bên trong rồi này. Vàng nằm ở đây đúng không? Đúng rồi, mình thấy vàng rồi. Phải hơi khó khăn một xíu đó, nhưng mà mình sẽ lên được đó thôi. Mình sẽ rớt một phát xuống cái chỗ vàng luôn. Ha! Oh, yes. Hay quá Huy ơi, em dụ tụi nó qua anh bỏ rồi đó. Anh đào vàng hết vàng bên đây rồi. Phối hợp ăn ý. Oh, dễ rồi. Đổi hết ra vàng này. Mà ở đây có 2-3 con Big Lean hả? Vẫn còn ít quá. Để coi coi đây có bao nhiêu con Big Lean bên đây. Ui, con heo này. Ui, em lượm được cái Iron Sword sắp nít 5, mạnh hơn cái Netherite luôn. Ngon. Được cái cục khó chịu quá ta. Tại sao không vào? Xuống đi mấy bạn ơi. Ok, đây có 2 con trước rồi nè. Ở đây còn con nào không ta? Có vẻ là không. Ok, đây chỉ có 2 con thôi. Boom boom, văng hết vàng vô đây luôn. Hỏi tụi nó ra Ender Pearl là được. Oh, anh thấy The Fortress bên kia luôn rồi. Nhanh đi. Yep, anh thấy cái chân của The Fortress rồi. Con màu đen. Hai con luôn. Thằng Huy nó giải quyết sao ở đây còn 2 con luôn vậy? Mày hả bưởi? Đâu? Mày hả bưởi? Ui, kiếm ngon vậy? Ôi, tất nhiên. Ok, tuyệt vời. Game là dễ. Rồi. Ok, đã có 3 con mắt ở đây. Có vàng nè. Đổi ngọc đây xong sẽ qua luôn. Ở đây có mũi tên. Có ngọc đây rồi. Để coi có nhiều ngọc. Ok, 16 cục ngọc. Nice, 8 hạt diện thạch nữa. Chúng ta vẫn phải giữ lại cái đống này để đi về. 16 cái mũi tên rồi, ngon nè. Đã đủ. Mình sẽ giết 2 đám này. Giết luôn. Ok. Bảo, em làm đường đi lên bằng đe nè, ghê không? Đường đi lên bằng đe? Rồi đi một mình luôn hả? Bro liền. What the hell? Ok, em hơi bị nhiều đe rồi đấy. Đi thôi. Sống mà. Đường đi bên bển hơi khó khăn nhỉ. Mình thấy The Fortress rồi, lên thôi. Pew. Để coi coi hướng nào đây. Đường bị té, ai ngờ không té. Ok, sắp lên được phía trong rồi nè. Ok, đi lên kiểu này hả? Ok, cấp kim cương kìa xịn vậy? Tất nhiên. Cấp gì vậy? Unbreaking. Unbreaking ngon. Nè. Nè, anh lên. Là có thêm 3 phút kháng lửa rồi. Đập tụi này chết thôi. Ngu. Bên đây còn nè. Mình qua đó đi, qua bên này. Ok. 3 Shot. Cái rồi. Sai cái bên đây. Ừ, bao nhiêu cái rồi? 4. Ok, bên đây có 5 cái rồi. Rút thôi. Go. Let's go. Đi về. Đi thôi. Đó, cầu thang đe. Về đường nào? Sao anh biết được? Quá non để anh biết. Ủa, đường về đường nào vậy? À, đường này. Cái cổng của chúng ta đằng kia. Ánh mắt đắm đuối của Enderman thì phải. Nhưng mà nó không gì. Còn anh đi về rồi. Vậy let's là go. Nó có cảm tình với em rồi anh bảo. Ui, ở đây có
con nhện biến ra chỗ khác. Ủa, cái đám này cũng ngay luôn. Nhưng mà nó không ra nhiều lắm tại vì mình ăn dưới địa ngục hết rồi. Hơi bị nhiều sách luôn á trời. Bùm bùm bùm. Chúng ta có làm được một con gà ở đây. Hay rồi đó. Đúng rồi nhờ. Mình có đủ obsidian để mình làm một con Iron Obsidian này. Iron Obsidian chúng ta cầm cái chỗ khá là bự đó. Nên đi ra trên đây. Mình sẽ làm một cái khu vực cao trên này để tránh con Iron không leo lên được. Bùm bùm bùm. Để con Iron đây. Wow. Con Iron này nhìn nó hơi bị căng luôn. Nó làm được gì cho mình vậy? Con Iron này chắc là đánh được tìm cho mình. Hợp lý. Anh sẽ làm thêm một quả trứng heo kim cương nữa. Ok, chúng ta sẽ có cái chỗ spawn kim cương vô hạn ở đây với bốn con này. Đây, anh bảo tôi xin giới thiệu, tôi đã chế tạo được con dân làng. Lấy đi. Ok, ok. Lapis à. Ok, mình sẽ để con dân làng ở đây nha. Ôi, với dân làng này thì mình nhớ không lầm thì mình quăng cái cúp vào cho nó để cho mình cái cúp enchant của dân làng. Ủa tại sao bước độ cho cái cúp cho dân làng sao đó? Ai ơi. U, bảo về lửa và chậm hỏng để coi. Đó, đúng rồi, nó nhận vô rồi. Sao càng quăng vô là càng ra nhiều đúng không? Em quăng vô tiếp. Đẻ đi. Đúng rồi. Được. Ui, 6-1. Được. Chúng ta sẽ lấy bảo vệ để nâng cấp cho cái giáp của mình. Phum phum. Mình làm được full bộ giáp kim cương rồi nè. Ok. Mũ kim cương, ủng kim cương và giày kim cương. Efficiency. Phum và phum. Em nghĩ chúng ta nên có hai con. Chúng ta có full giáp nè thật đây. Bởi vì mình đã làm hết những cái con mob ngày hôm nay rồi nên là mình sẽ chế tạo ra thêm một con cuối cùng và cái con đó sẽ được chế tạo từ kim cương, netherite, vàng và sắt. Ui, đến lúc mình xài được sắt rồi mọi người ạ. Sắt ở đây, kim cương ở đây, netherite ở dưới, vàng ở đây. Quay, mình không có đầu con bò. Chúng ta chế độ nhanh rồi, ra đi thôi. Đâu, cho anh xin đầu con bò. Quăng đâu vậy? Rớt xuống dưới rồi. Nó rớt qua đây luôn hả? Oh my god, không thấy đầu con bò đâu luôn. À đây, đây, đây. Và bước đầu con bò, các bạn để theo mình. Đấy, kim cương ở đây, sắt ở đây và netherite ở dưới. Super cao X. Oh my god, để mình coi. Boom! Con bò bay sát cầu vòng. Con bò có tác dụng gì nhỉ? Mình quăng thử một viên kim cương ra nhá. Nó làm vô. Ui, nó cho cuốn sách. Cuốn sách gì vậy? 1000. Wow, nó đang trên 1000. Ui, what? Ui, vậy thì em quăng mấy cái này vô tốn thời gian quá anh Bảo. Do em mà. Không nói sớm. Ở đây mình lấy đủ kim cương rồi nè. Rồi, xong. Anh nghĩ là mình có thể đi được rồi quý vị. Bờ khoan, mình làm cái crossbow chứ nhỉ? Boom, lấy cái móc dây. Mình sẽ chế cho mình cái crossbow. Đây. Ta da. Với cái này chúng ta có thể lấy được cái mưa tên Mending Enchantment 1000. Đúng rồi. Nạp nhanh ít đây nè. Cái nạp nhanh ít là cái mà mình muốn sử dụng nhất luôn. Nạp nhanh ít. Ok. Ôi em quăng nó không lấy ta. Cái này nạp nhanh ít rồi. Sao nó không nạp nhanh nhỉ? Các bạn ơi, cái cây này nạp nhanh ít nhưng mà không nạp nhanh nhỉ? Oh no, mình tốn 10 kinh nghiệm cho cái này. Oh my god, mình có nạp nhanh nhưng mình không bắn được cái gì hết. Vô dụng, nó không bắn được là cái gì? Nó vô dụng. Mưa tên 1000. Có mưa tên hả? Phải cả nồi mưa tên 1000. Mình sẽ làm lại cây mới. Cái này là cây nạp nhanh đúng không? Bây giờ mình sẽ làm lại cây mới luôn. Ui, nó chỉ cần 2 kinh nghiệm thôi. Ui, 2 kinh nghiệm. Vãi nồi. Sao anh được cái mưa tên 1 vậy? Nó là mưa 1000 mà. Trời ơi. Cái mưa tên ít tốn dài tới mưa tên mưa tên 1000 sao tới giờ tôi còn mưa tên 1 rồi trời ơi. Tất cả chỉ là lừa bịp. Vậy con heo con bò này lỗi rồi. Chúng ta sẽ làm đồ netherite cho xong. Rồi chúng ta đi đánh rồng. Xong. Ok, mình sẽ vứt hai cái này vào đây. Nhưng này có nhiệm vụ sẽ đổi cái đống này cho mình. Rồi xong rồi. Ok. Em mới làm được. Đây rồi, quần của mình, cái mũ của mình. Đi thôi. Mắt đã đủ. Que quỷ lửa đây. Ui, mày hả bưởi. Ui, chết rồi. Anh đánh vô con chùm rồi. Oh no, no. Kệ đi, mình có đi tới làng nữa đâu. Ui, what the. Mày hả bưởi. Mày hả bưởi. Đi. Go. Ok, lấy quỷ lửa đây. Đổi qua mắt. Boom. Đi hướng nào đây? Đi hướng ngược lại. Ủa sao mất hết mấy con rồi? Đáng rồi mình sẽ làm lại mọi người à. Đánh nó đi, con ơi em. Đúng rồi. Ok, đi thôi. Nó hướng này, nó hướng Yo. Này. Tới chỗ này rồi. Để coi. Ok, vẫn đi tiếp. Yo. Mấy con kia đâu rồi? Ủa, đi hỏi lạc luôn rồi. Rồi, xong, mất luôn. Không sao, em mình có thể làm được một vài con sao, anh Bảo. Ở trong đường này có chó không nhỉ? Chúng ta còn một cái chưa làm. Con chó lửa. Cần tìm con chó thôi, làm ơn. Ui, cung đây rồi. Ít nhất mình có một cây cung rồi. Đi vòng kiếm chó đi. Ê ơi. Anh thấy con chó rồi. Yep, loại chó. Boom. Ok, mình đã có được cái đầu con chó rồi. Chúng ta sẽ mất khoảng 4 cái cục sắt, 4 cái này để làm dụng cụ đá lửa. Chúng ta cần 4 cái. Đây và đây. Ok, để làm cái đó chúng ta cần để 4 dụng cụ đá lửa xung quanh con chó này. Boom, chúng ta sẽ ra chó lửa và boom. Wow, cũng mạnh, cũng xịn, nhìn cũng hấp dẫn đấy. Nó có đi theo mình không? Kỳ, nó đi theo mình đúng không? Xong rồi, một cái là xong. Để coi đi hướng nào đây. Rồi hướng này lại, về hướng này lại. Ta vừa mới ở đây xong thì phải. Để coi. Ok, dẫn đi hướng này về. Xuống rồi. Đào xuống đi anh Bảo. Ở đây con mắt đây. Chúng ta còn đủ để làm thêm vài con bò nữa. Xuống đi trời ơi. Không có đồ ăn. Em có. Ở kìa. Qua tí đi con. Rồi. Xuống rồi nè. Đúng chưa? Đụng luôn chưa? Ok, nice. Xuống đây, trời ơi. Mình sẽ không bỏ con này nữa.
Giờ mình sao đứa em có chỗ vậy? Đi thôi. Ở đây là một mớ hỗn độn giữa ravine với lại stronghold với lại là cái chỗ mà có cổng á. Đây nè anh Bảo, cái này xem nè. Wait, what the heck? Lạ vãi. Ra cần tìm cái cổng. Được lóc gì anh Bảo? Lấy may mắn hả? Quen tay. Oh, đây rồi. Đây có bao nhiêu cái? Ui, con chó cắn nguyên đống này ra lửa. Hay nhờ. Trước khi mình vào, mình sẽ chế tạo ra ba con bò để mình mang theo. Ok. Boom. Quay. Nó bị lỗi em ạ. À. Như này. Gì vậy? What the? Ra một đống sắt vậy? What the heck? Nó bị lỗi. Khi mình chế tạo ra con bò nó bị lỗi mà. Bro. Yep. Có rất nhiều con bò kìa, bảy màu. Rồi nó làm được cái gì anh Bảo? Làm việc nó đi theo em. Nó sẽ giúp cho mình. Hello. Cái gì đó. Anh để cái giường đây nha. Anh ngủ đây. Over. Để hết đống này vô nào. Boom. Đi xuống địa ngục thôi Huy ơi. Ok. Ôi, chó vô giọng luôn rồi. Gì? Chó qua giọng rồi. Anh vô trước đây. Coi vô. Cái gì nào? Wow. Có giờ ứng ship, ứng ship. Hồn vãi. Nó đông lắm luôn á. Anh vừa ứng ship á. Đúng hơn luôn. Oh my god. Chơi hơi ngu nha. Nhưng thôi lên được rồi. Mình không biết nó sẽ cho mình cái hiệu ứng gì cả. Nhưng mà thôi kệ, không sao cả. Em để cho anh theo thôi. Chứ em cho em cung đi. Cung này. Okay. Mình lấy cái cung mưa tên của mình. Mưa tên 10 nha. Boom. Hay quá. Ok. Không ma rồi. Vừa bắn được cái trụ mà vừa bắn được cái con rồng đó. Ui, hay quá, hay quá. Boom, nice. Còn cái trên đây nữa. Dính vậy ta? Ok, dính rồi, dính rồi. Rồi không? Được. Còn cái trong đây nữa, Đứng dưới đây bắn nè. Ủa, đang bắn nè. Đó, xoay. Ôi, cái gì vậy? What the heck? Kỳ ơi. Ủa? Ôi, chết được hay vậy? Không hiểu. Tất cả chỉ là những thứ không hiểu. Oh no, ok. Mình đã đủ giường rồi nè. Bàn chế tạo đâu rồi? Làm trời ơi, nó bắn nguyên cục đây luôn trời. Đây, và đây. Rồi. Ôi, nó vô, nó vô. Ôi, trời ơi. Mình định tắm rồi đó, sao nó đẩy mình ra chỗ khác mọi người ạ. Rồi, đánh với mỏ này. Ui ôi, hình thế nhờ. Xong rồi. Đây, ba tia. Hai mũi tên bắn vô đây được đó gần. Ui, ngon thế. Boom. Bắn 3 phát thì trời ơi, cũng phải dính được một phát chứ đúng không? Không dính được cái này, phát nào luôn. Cái phát đó không dính thiệt. Huy ơi, gì? Còn cái này nữa. Cái nào? Oh my god, đánh. Mình quên mất là mình còn cái này. Oh no. Mày. Wow, hai cái đánh. What the heck? Wow. Yeah.